Xin chào anh em, quý vị và các bạn. Xin giới thiệu với anh em nhé, là nhà mình mới mua kìa, cả cái dãy này luôn. Chắc cái chỗ này cũng phải được đôi con Rolls Royce là ít, nhưng mà nếu mà mình có tiền mua cái nhà này thì chắc chắn là mình cũng sẽ mua xe Đức mà đi, từ Đức trở lên luôn, auto Đức. Và trên tay là hơn 5 tỷ nhá, hơn 5 tỷ. Hiện tại Hùng đang sở hữu 3 mẫu C300. C300 trừ 100 là còn C200, còn bản ở giữa thì tiết lộ sau. Thôi mình tìm hiểu bản cao cấp nhất đi. Xin giới thiệu với tất cả anh em, quý vị và các bạn, C300 AMG 2019 phiên bản facelift, mới ra mắt từ hồi đầu năm thì bây giờ đã có ở Việt Nam rồi, bản facelift. Thì các bạn có thể thấy là tổng thể ấy, thì nó không phải thay đổi về form, bởi vì dù sao nó cũng chỉ là facelift hay là minor change thôi. Thì nhưng mà những cái thay đổi đó cũng đã mang lại những cái điểm rất mới nhá, rất mới trên mẫu xe này. Thì đầu tiên trên cái mẫu C300 á, là cái lưới tản nhiệt. Chắc chắn đúng không ạ? Những viên như những viên gọi là kim cương. Logo AMG to hơn. Cái bản này ở Việt Nam thì chưa có cái hệ thống phanh khoảng cách, nhưng mà ở cái bản nước ngoài thì đây cũng là cái radar để nó đo cái khoảng cách. Và ngay phía dưới là một cái logo rất là nhỏ. Tôi nói vui vậy thôi, đây là một cái camera trong cái hệ thống camera 360. Chút nữa mình sẽ giới thiệu riêng về cái hệ thống camera này. Nhưng điểm mà mình thích nhất nhá, thích nhất chính là cái bộ đèn này này. Đèn multi beam. Đây các bạn có thể thấy là cái thiết kế từng cái beam nó đã khác hơn xưa rất là nhiều rồi. Và nó đã bao gồm là 84 bóng LED. 84 bóng LED thì các bạn có thể hình dung trên cái chương trình mình đã giới thiệu trên cái mẫu E300 AMG, thì cái nguyên lý hoạt động của nó là như thế nào. Nó điều khiển các cái bóng, nó có thể tắt bật tùy theo từng cái chế độ. Thực ra để mà nói về công nghệ thì nó là những cái rất là đẳng cấp. Nhưng mà mình hình dung một cái nguyên lý đơn giản như này này. Nếu mà trời nắng quá đây này, thì bạn có thể thấy này, nó nắng quá thì mình híp nó lại này, nhưng mà gặp một cô gái xinh thì phải mở to như này để nhìn, thì cái xe này nó cũng vậy thôi. Nhưng mà nó hướng tới sự an toàn cho chính người lái xe và cho chính những người giao thông nữa, thì đấy là cái giá trị nhân văn cũng như cái giá trị về công nghệ của nó mang lại. Phần cản dưới thì trên tất cả các AMG dòng 300 á, thì nó là cũng dùng cái hốc như thế này, khá là to. Và cái đường khí động học thì nó sẽ luồn qua đây ạ. Đây mình luồn hai cái tay nào, nó không phải là giả cầy đâu, nó là thật đấy. Và phải thực sự là phải xem những cái thử nghiệm về khí động học thì chúng ta mới hiểu được cái đường khí nó tác động ảnh hưởng như thế nào. Mà khi cái xe này nó chạy ở cái tốc độ cao thì chúng ta sẽ hiểu hơn, nó sẽ giúp đè cái xe xuống. Còn đè như thế nào thì thôi, cứ chạy và cảm nhận bám là được rồi. Cái động cơ trên cái mẫu xe này thì cũng là động cơ 2.0, nó cũng như cái phiên bản trước mà thôi. 258 mã lực, 370 Nm. Và khi đạp thì rất sướng. Cái động cơ trên C2019 trên cái bản AMG này thì không khác. Nhưng trên C200 và C200 Exclusive thì nó sẽ rất khác. Chút nữa mình sẽ giới thiệu luôn. Đấy, cái C200 nó nằm ngay phía sau kia. Chút nữa mình sẽ giới thiệu, nó khác ngay từ cái tiếng đề cơ. Và các bạn cũng có thể thấy là cái bộ mâm này là mâm mâm 18 nha các bạn, lốp 225 Bridgestone, cũng khá là đẹp. Phần đây có phần này, phần chắn này cũng là nhựa nhá. Nhưng mà ở phía sau kia kìa thì nó là kiểu nỉ, cho nên đừng có chê xe Hàn là nó chỉ có nỉ không thôi. Đấy, nó nỉ để nó giảm âm. Phần cái âm thanh từ cái lốp đấy khi mà chạy ra thì nó rất là lớn, cho nên bắt buộc là phải giảm âm. Và đây các bạn có thể thấy bên thân xe của C này, hai cái đường gân này. Nó chạy nó bóp dần và nó ăn vào phần đuôi xe. Thực tế là trên cái dòng C này này thì chúng ta hay gọi là một mẫu S bao tử. Nhưng mà nếu như chúng ta đứng ở cái góc nhìn ngang này, không, góc nhìn 45 độ phía đuôi kia kìa, thì cái mẫu C này rất đẹp. Nhưng mà nhìn ngang này này thì tôi ước gì cái đuôi này nó phải dài dài ra một tí, trông nó trường xe hơn. Có lẽ là mình đòi hỏi hơi nhiều, như vậy có thể là e rồi. Nhưng dù sao tôi là một khách hàng mà,
Và các bạn có thể thấy là gương trên E300 AMG là cũng được sơn màu đen. Trên các dòng xe thể thao thì họ sẽ thường tạo ra những cái màu khác biệt giữa cái phần thân dưới và cái phần trần xe từ gương trở lên. Các bạn có thể xem những cái video chúng tôi đã giới thiệu về những cái dòng xe thể thao thì thấy rất là rõ. Và cửa là cửa keyless go ở nấu. Cửa thì chưa hít. Và các bạn có thể thấy là ô cửa kính này. Trên những cái dòng xe như là S sang trọng ấy, cao cấp hơn nữa ấy, thì gần như là cái viền cửa này nó phẳng luôn, nó không phải ốp những tấm như thế này nữa. Đối với việc thiết kế trang bị cho một cái xe thì nó không khác gì các cái tiêu chuẩn khi mà chúng ta trang bị cho một cái khách sạn, cho một cái trang bị ngôi nhà 1, 2 sao, 3 sao khác nhau. Tóm lại là bạn phải bỏ rất nhiều tiền để có thể sở hữu thêm những cái công nghệ cao hơn nữa. Hiện tại thì đây, bây giờ các bạn sẽ tiến tiếp ra phần đuôi xe. Thay đổi lớn nhất thì cũng chỉ là phần nằm ở phần đèn mà thôi. Đấy, các bạn có thể thấy phần đèn. Cái đèn này rất đẹp nhá. Các bạn có thể xem tất cả các hình ảnh quay về đèn của chúng tôi, quay về lúc chiều tối ấy, thì sẽ thấy được. Đấy, đèn này rất đẹp. Sẽ thấy được cái vẻ đẹp. Cái giỏi của tất cả những nhà thiết kế là xe ô tô là họ thay đổi không quá nhiều nhưng mà lại mang lại những cái điểm để khiến khách hàng phải rút tiếp, rút rồi đưa. Gọi là nạp mạng. Phần cản dưới này là cũng là cái dạng là cản thể thao, nó các cái cánh như thế này này, nó tránh cái, nó hướng cái luồng gió đi theo một cái luồng cố định ở phía sau, nó tránh cái phần bị nhiễu thì nó sẽ lắc cái đuôi như này đấy, nó sẽ lắc. Còn nếu không nó hướng ra như thế này thì cái này, phần này về khí động học, trong thử nghiệm khí động học thì chúng ta có thể thấy rõ của cốp mở điện cũng tương đối, không gian cũng khá là tương đối rộng. Với dòng C thì sẽ khó có thể đòi hỏi một cái cốp quá rộng được, đóng điện. Thực ra cái dòng C300 AMG này thì mình thích cái màu trắng hơn, thực sự là vậy. Thích cái màu trắng hơn rất là nhiều. Và như mình đã chia sẻ trong cái GLE 43, thì AMG dòng C300 hay E300 mình hay gọi là AMG giả cầy. Nhưng mà nó là dòng thuộc cái dòng thấp nhất trong các cái dòng AMG, AMG Styling, AMG Sport và AMG Performance. Nhưng mà rõ ràng là rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ mở cửa ra để các bạn có thể thấy được cái khoang nội thất trên xe. Vâng, ở cái góc nhìn này thì các bạn có thể thấy là trong cái khoang xe nó đã khác hơn cái dòng C trước nhiều không ạ? Hơn phiên bản cũ nhiều không ạ? Về cái tổng thể thì trên xe Đức thì chúng ta sẽ không phải nói quá nhiều. Bởi vì xe Đức thì nó luôn đạt, luôn khiến mà những anh em mà thích xe là về sự đơn giản này, tinh tế, đẳng cấp, sang trọng và vô cùng an toàn. Đặc biệt là lái vô cùng sướng. Sướng lắm, lái xe Đức. Thì trên cái C300 AMG này các bạn có thể thấy là một cái màn hình này nó hơn 10 inch, nó to. Ngày xưa thì cái màn hình nó bé như này, nó khoảng 7 inch. Nó bé bé này. Độ phân giải cũng tốt hơn. Và cái đây, để mình mở cái này ra cho sáng nha. Đó, mở cửa sổ trời ra cho sáng. Đấy, và cái đồng hồ trên mặt tablo đây này thì là đồng hồ digital toàn bộ. Các bạn có thể thấy những cái thiết kế này trên cái dòng E rồi. Thì bây giờ đưa xuống dòng C, rất hay. Và trong cái lần ra mắt các cái dòng xe mới nhất ở đây, như cái BAB mới ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái đồng hồ của cái mặt tablo với cái màn hình trung tâm này thì nó sẽ nối liền nhau. Thì mình nghĩ rằng chỉ trong vòng 2-3 năm nữa thôi thì cái dòng C mới này cũng sẽ được trang bị, cũng sẽ được thiết kế như vậy trong cái khoang nội thất. Và cái cửa gió điều hòa cũng thế thôi. Đấy. Nó sẽ theo cái cánh tua bin ở trên các thế hệ mới nhất bây giờ, cái ngôn ngữ thiết kế mới nhất bây giờ. Các bạn cũng có thể thấy này, cánh tua bin này. Nhưng bây giờ thì cánh tua bin là đây nhá. Cánh tua bin ở start stop này. Nút khởi động này, start stop engine thì nó cũng giống với cả cái E thôi. Cánh tua bin thiết kế rất đẹp. Mình nghĩ rằng cái thiết kế đó nó sẽ dần dần nó sẽ lan tỏa trên cái thế hệ mới của C trong vòng 2-3 năm tới, mình có thể dự đoán được. Còn cái vô lăng trên C300 AMG này cũng thế nhá. Đây, đưa từ cái dòng E sang này. Khá là đẹp này. Vô lăng này đáy có đáy bằng.
nó theo cái thiết kế của AMG thôi. Trên cái phần này thì là ốp nhôm bọc da, nhưng mà xuống các dòng khác là không còn ốp nhôm đâu nhá, phải là AMG mới có. Và trên cái màn hình này nhá, các bạn có thể thấy này, để mình thử điều khiển nhá. Đây bạn có thể dùng cái phần bên này, cái bảng điều khiển bên bên trái vô lăng này, để điều khiển cái màn hình ngay trước mắt. Đây, mình sẽ trở về màn hình trung tâm. Anh em camera anh đóng lại cái cửa đấy cho nó dễ nói chuyện. Đó. Đây, các cái chức năng đây, bạn có thể thấy này, lịch bảo dưỡng, hỗ trợ vân vân. Thì cái này nó quá quen thuộc rồi, định vị này. Đó. Nhưng mà cái kiểu màn hình này nó giống E này, thể thao này, chọn truyền thống, có truyền thống luôn, chọn cấp tiến, dịch sang tiếng Việt. À, tất cả cái giao diện này giống S nhá, nó đều là tiếng Việt hết rồi. Đấy, các bạn có thể thấy này. Đấy, khi mà chuyển này, vòng tua này. Classic này, sport này. Và trên này thì chúng ta có thể cài đặt được hệ thống cruise control. Trên cái dòng xe mới này trên thế giới ấy, thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ trang bị thêm cái hệ thống gọi là semi autonomous, tức là hệ thống hỗ trợ lái bán tự động, khá là tiên tiến. Cái gói đó thì khi mà bạn mua thì nó sẽ bao gồm trang bị cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn, rồi là phanh khoảng cách vân vân. Chính vì lẽ đó trên cái mẫu xe này nhiều khi chúng ta sẽ không thấy được tại sao lại không có cảnh báo điểm mù. Bởi vì đơn giản cái đó là họ phải theo trang bị theo xe ấy, là phải theo một cái gói, theo một cái package, bạn không thể tách rời ra được. Nghệ thuật của nhà sản xuất đấy nha các bạn, không mua rời được đâu, bạn mua thì mua cả cụ. Còn phía bên phải này thì mình có thể điều khiển nhá, mình có thể điều khiển cái màn hình bên này này, các bạn sẽ nhìn cái màn hình ở trung tâm đây này, đó, đây, có thể vân vân rất là mượt mà theo kiểu touch. Vuốt chạm vuốt. Và bạn cũng có thể điều khiển ở đây ạ, ở cái nút con măng này. Rồi. Hoặc là ngay trên cái cụm điều khiển này. Đấy, các bạn có thể, để tôi xem có chạm được không. À, nó không phải là cảm ứng nhá. Nó chưa phải là cảm ứng. Thì ở trên này các bạn cũng có thể điều khiển cài đặt các cái chế độ của xe, thì cứ tương đối quen thuộc trên cái dòng xe Mac. Và đây ví dụ như mình có thể cài đặt này, các kiểu hiển thị. Đấy, vân vân, vùng hiển thị ở đây. Thì cái màn hình này vừa rồi mình đã giới thiệu rồi. Nhưng mà cái phần mà mình thích nhất ấy, là cái phần vận hành của xe này. Chúng ta có thể vào đây để xem. Chúng ta có thể cài đặt điều hòa vân vân trong này. Và các cái chế độ Dynamic Select này, các chế độ vận hành này, thông số động cơ. Đây là một điều rất là hay trên cái mẫu xe AMG này. Đây các bạn có thể xem được cái nhiệt độ của động cơ và công suất của động cơ, cũng như mô men xoắn của động cơ. Đấy, các bạn có thể thấy mình đang đạp ga không ạ? Rồi, và mình sẽ có thể theo dõi cái thông số của xe, mức độ chân ga là bao nhiêu. Đấy, các bạn thấy không, cái phản ứng của động cơ trên những cái dòng xe Mac và dòng xe Đức nói chung, các bạn có thể này, tốc độ đáp ứng là tức thì luôn. Cái mẫu xe mà thấp cấp hơn ấy thì những cái về cái phản ứng rồi những cái điều khiển, tín hiệu điều khiển nó rất là chậm. Nó giống hệt như các cái máy tính, nhưng mà Co1, Co2, Co3, Co5, Co10, Co15, Co1000 thì 1000 bao giờ nó hơn Co1 gấp 1000 lần. Thì xe nó cũng vậy, tiền nào thì của đấy. Hay khi phanh nó cũng hiển thị cái lực phanh cho các bạn thấy. Đây là màu đỏ nha. Chút nữa thì mình sẽ giới thiệu cái màu này trên cái màu C để các bạn có thể thấy được. Và trên cái C300 này có cái hệ thống camera 360, mình giới thiệu luôn. Đây, camera 360 thì đấy, màn hình nó các chế độ chờ như vậy nhá. Đây, quan sát trước rộng này. Đó, quan sát hẹp hơn này. Quan sát hai bên này. Đấy, vỉa hè mình này. Rồi. Quan sát sau rộng này. Quan sát sau hẹp, MC200 đang nằm phía sau. Đây, để kích hoạt đấy thì bạn có thể nhấn vào đây này. Đây, các bạn có thể nhấn vào đây. Đây. Và phía trên này là chọn các cái chế độ Dynamic Select thì mình vừa mới chọn cho các bạn xem rồi. Ngay cả những cái nút thiết kế nhỏ nhỏ như thế này thì cũng rất là đẹp. Đây,
thiết kế nhỏ nhỏ này. Đấy. Bấm cái nút rất là tinh xảo. Chất liệu đẹp. Còn gỗ các bạn có thể thấy cái bên trên cái gỗ trên cái console này đây. Chắc chắn nhá, gỗ này là gỗ óc chó. Và phần dưới bên này là một cái khu chứa đồ. Nhưng ở đây đã được trang bị thêm, trên cái dòng xe C mới đã được trang bị thêm cái sạc không dây. Và chức năng kết nối Apple CarPlay and Android Auto. Để mình cắm cho các bạn. Hiển thị ngay trên một cái màn hình, độ nét rất là cao. Đây, Apple CarPlay. Nhìn độ nét thấy sướng không ạ? Quá sướng luôn. Sạc điện thoại kết nối Apple CarPlay. Không thiếu thứ gì. Và trên cái dòng xe mới này thì các bạn có thể thấy là cái đèn ambient light mà chúng tôi quay trong buổi tối, các bạn có thể xem trực tiếp luôn đấy, là 64 màu nha các bạn. Các bạn có thể chọn tới 64 màu. Đấy, xin thưa với các bạn là có thể chọn tới 64 màu. Và chúng ta có thể thiết lập chọn ngay phía trong bên này. Để mình xem nào. Đấy, thực ra dùng cái này cũng như dùng iPhone thôi, dùng Android. Nhưng hệ điều hành nó quá tốt. Cài đặt đèn đây này. Đấy, các bạn cài đặt đèn đây nhá. Rồi, đèn trang trí nội thất này. Vân vân, tất cả các chức năng đấy. Chọn màu này. Có 64 màu này, xanh, đỏ, tím, vàng. Rồi, đàn ông mạnh mẽ thì hãy chọn màu hồng. Đàn bà yếu đuối thì cứ chọn màu đỏ. Và còn ở giữa thì chúng ta chọn màu tím, kiểu vậy. Thì tất cả cài đặt nó nằm ở trong đó. Thực tế thì trên cái dòng C và dòng xe mạc nói chung ấy, có một cái điểm mà mình chưa chinh phục được mình, đấy chính là cái cần số ấy. Thì về vấn đề sử dụng thì không sao, mình có thể thao tác lái cho rất nhanh, nhưng mà về cái tính nghệ thuật của nó đặt trên này với cái thiết kế như thế này thì mình chưa thích lắm. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ tiếp tục ra hàng ghế sau. Ra hàng ghế sau. À, trước khi ra thì phải giới thiệu cái ghế trên dòng AMG. Các bạn có thể thấy cái phần đỡ này. Da thì là da cao cấp, da đẹp rồi. Nhưng mà phần đỡ thì lắc đỡ vạn sườn. Khi cua thì cái phần này rất là quan trọng nha các bạn. Nó phải giữ được. Còn nếu không thì là cứ giặt dẹo này thì đánh lái kiểu gì. Bây giờ chúng ta sẽ ra hàng ghế sau để xem trong cái không gian trên cái Mercedes này như thế nào. Nó cũng không thay đổi gì đâu. Nhưng dù sao thì thôi, đường nào cũng đã ngồi rồi chúng ta ngồi tất. Khi mà cánh cửa những chiếc xe tiền tỷ mở ra thì tôi chắc chắn với các bạn rằng da rẻ của các mẫu xe này thì phải nói là thơm tho, hồng hào và phải là đẹp đã. Còn càng nhiều tỷ thì nó càng đẹp. Trên cái dòng xe này các bạn có thể thấy đây, dòng da có thể cấu véo vân vân. Tất nhiên sẽ phải dùng một thời gian dài để có thể biết được cái độ bền của nó. Nhưng rõ ràng là C300 AMG có một cái màu như thế này cũng yêu đấy, trông yêu thương. Rồi, bây giờ mình sẽ ngồi vào xem không gian nó như thế nào. Wow. Ngày xưa thì C hay bị chê chật, nhưng mà cái C từ cái đời mới trở lại đây ấy, thì cũng khá là ổn đấy. Các bạn có thể thấy đây, độ ngả của lưng ghế nhá. Đấy, nó như thế này, ngồi nếu mà ngồi thoải mái nó như thế này. Phần nệm ghế thì nó cũng ra đến đây. Và nó tạo cho cái thế chân nó ngồi như thế này và khoảng trống. Cái ghế lái này mình không hề điều chỉnh. Mình lái thì luôn luôn đẩy cái chiều cái ghế lái về khá là sâu và nó đã được như thế này. Còn ví dụ cái ghế này nó có thể đẩy lên một chút khi mà người ngồi bên này không cần cái bàn đạp để xử lý cái chân phanh chân ga, thì cái khoảng trống nó còn tốt hơn nữa. Và một cái bệ tì tay rất là quen thuộc. Ở đây thì các chai nước đây. Rất là đơn giản. Các chi tiết đều đạt tiêu chuẩn của xe tiền tỷ, của xe mẹc. Và trên cái dòng C mới này, đặc biệt là C300 này, các bạn có thể thấy hệ thống loa Boommaster này, ốp gỗ óc chó trên thành cửa, bọc da, tấm chắn nắng và kéo bằng cơm. Rồi, phối màu đẹp. Nói chung là có nhiều tiền thì cũng sẽ xuống tiền ngay, quất con này luôn. Nhưng mà cũng sẽ cân nhắc với cả E200, bởi vì giá nó cũng đã loanh quanh trên tỷ 9, sát về 2 tỷ rồi.
Trên cái dòng xe sang như này thì đương nhiên rồi, cửa gió điều hòa phía sau thì cũng không phải nghĩ luôn, hai cửa nhưng chưa phải là bốn vùng độc lập, cái này chỉ có một vùng cho phía sau mà thôi. Một cái mẫu xe có cái khoang xe nhỏ như thế này thì cũng không cần quá nhiều vùng làm gì. Và túi khí thì là xe này có 7 7 túi khí nha các bạn. Túi khí hai trước đầu gối, rèm và cho hai phía sau nữa. Nhưng mà thực sự là chúng ta hay yêu cầu rất nhiều túi khí, nhưng nếu như yêu cầu nhiều túi khí mà lại không thắt dây an toàn thì hiệu quả nó chắc chắn nó giảm đi phải đến 90 mấy% các bạn ạ. Thực ra đối với một mẫu xe thì mình luôn đánh giá cao cái phần là an toàn chủ động trước. Ví dụ như cái hệ thống phanh nó phải tốt đã. Chúng ta yêu cầu động cơ nó phải mạnh đúng không ạ? Nhưng hệ thống phanh không ăn thua thì xin lỗi 1.000 túi khí cũng sẽ không cứu được những người ngồi trong xe đâu nếu như bạn đã chạy ở tốc độ cao. Tôi khẳng định là như vậy. Cho nên chúng ta yêu cầu nhiều túi khí nhưng hãy luôn có thói quen thắt dây an toàn dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào. Một cái dây này giá nó rẻ hơn túi khí rất nhiều nhưng tác dụng nó cực kỳ lớn nha các bạn. Chúng ta thường đòi rất nhiều túi khí nhưng mà lại không bao giờ là đòi thêm cái dây an toàn, hoặc là 3 điểm mà yêu cầu 4 điểm để cho nó giữ người cho chặt. Bây giờ thì các bạn có thể tiến sang phía sau để xem cái mẫu C200 này nó sẽ khác những gì nhá. Vâng thưa các bạn, có một cái công thức rất đơn giản, C300 trừ đi 100 thì nó còn là C200. Thì đương nhiên là những cái lưới tản nhiệt đấy nó cũng sẽ khác này, cản dưới nó cũng không được là AMG này. Mình cứ trừ tiền đi thì nó ra thôi, chênh nhau nó khoảng 500-600 triệu nó ra, nhưng mà không có gì thì là khó cả. Thì thực ra về cái thiết kế trên cái C200 này thì nó cũng không 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 phải thay đổi quá nhiều. Đèn thì chưa phải là đèn multi beam, đèn mới là đèn LED high performance. Đó, multi beam và LED high performance nó khác nhau lắm nha các bạn. Nó khác nhau lắm đấy. Và phần thiết kế của cái la răng này nó cũng sẽ không thể thao bằng, mà dùng từ là trẻ trung hơn thì nó hợp lý. Còn bây giờ thì mình sẽ mở cái không gian xe này ra. Cái phần khác nhất nó nằm trong phần không gian xe này và phần động cơ. Thì cái phần không gian xe trên cái C200 này các bạn sẽ thấy là giảm lược bớt đi của cái C300 AMG. Nếu như ngồi vào C300 AMG mình wow thế này. Màn hình bé hơn ạ, màn hình như đời cũ. Thiết kế giao diện thì khá mới, thiết kế giao diện mới nhưng màn hình bé, độ phân giải cũng thấp hơn. Đấy. Các nút điều khiển cũng vậy, gỗ trên này thì là gỗ oa nắp thấp cấp hơn. Nhưng có một cái điều hay này các bạn này, trên cái C200 này ấy, thì nó lại có cái rèm chắn đằng sau. Thế mới đau, C300 lại không có. Và các bạn có thể quan sát ngay đây cái vô lăng này cũng vậy. Chỉ thay cái phần này là thành ốp nhựa bình thường, đáy không còn bằng nữa thôi, nhưng mà các bạn có thể thấy không? Nó hoàn toàn khác về mặt thẩm mỹ, nó đã rất khác rồi. Và cái bảng đồng hồ này xin đưa với các bạn cũng vậy. Không còn là digital như C300 đâu. Chúng ta cũng sẽ không có nhiều tùy chọn. Ta sẽ không có nhiều tùy chọn các kiểu hiển thị màn hình. Nhưng màn hình trung tâm ở giữa thì đã lớn hơn nhé, giao diện cũng đẹp hơn. Rồi và quan trọng là trên cái phần nhớ ghế đây này, vị trí nhớ ghế điều chỉnh ghế rất là quen thuộc này, cũng sẽ không còn các vị trí nhớ ghế nữa, hay là cũng không còn cái điều khiển, mà cái điều khiển chính là cái nối dài cái phần đỡ cái chân của chúng ta ở phần dưới này đấy. Sẽ không còn nữa. Đấy là phần chúng ta cứ cắt bớt đi thôi, trừ đi 600 triệu nó ra C200, trừ đi 100 thì nó ra từ C300 thành C200. Còn cộng thêm 50 nữa ấy, thì nó lại ra cái C ở giữa. Chắc các bạn cũng sẽ biết rồi và chúng tôi sẽ đăng video trong thời gian tới. Các bạn hãy subscribe và comment thật nhiều vào kênh rồi nhé, để chúng tôi sẽ tiếp tục đăng thêm những cái dòng sản phẩm mới của Mercedes. Hãy subscribe và comment thật nhiều giúp tôi. Vâng. Và nút start stop thì vẫn là thiết kế là vậy, nhưng bây giờ mình sẽ để thử cho các bạn xem nhé. Nó sẽ là một sự khác biệt mới trên cái dòng C200 so với cả C300 AMG. Bởi vì đơn giản, C200 sử dụng động cơ mới. Và cái động cơ này đã nói khá là nhiều rồi, đấy chính là động cơ
Mild Hybrid. Nếu mà mình dịch ra tiếng Việt ạ, nó gọi là như thế nào nhỉ? Hybrid cấp độ thấp. Thì cái này nó dùng một cái động cơ điện nhỏ, nó sẽ hỗ trợ khi mà chúng ta khởi động động cơ này. Tiếng nó rất êm nhá. Cái kia còn cái này lên luôn. Đấy là tác dụng của động cơ điện. Cái thứ hai nữa là nó có thể giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, nó hỗ trợ xe hoạt động khi mà chúng ta chạy ở tốc độ đâu đó nó khoảng 50 km trên 1 đến 120, 130 gì đó, chúng nhả ra thả trôi, thì cái động cơ điện nó sẽ hoạt động, nó giảm bớt cái mức tiêu thụ nhiên liệu đi. Cái động cơ nó khá hay đấy, nó bổ trợ cho cái động cơ chính. Đồng thời nó cũng tăng công suất hơn. Nó có mấy cái tác dụng liền. Và khi mà phanh ấy thì nó lại giúp tái tạo năng lượng. Nó thu hồi cái năng lượng mất đi do quá trình phanh thì nó lại nạp vào cái động cơ đấy. Tìm hiểu về cái động cơ đấy thì các bạn có thể tìm hiểu thêm các cái thông tin trên mạng đã đưa rất rõ rồi. Thực ra mà nói nó còn mang lại một cái giá trị nữa là giúp cho xe có thể tăng tốc tốt hơn. Đặc biệt là nó giảm cái độ lag của turbo. Thì đấy là cái tác dụng của cái động cơ hybrid, động cơ lai cấp thấp. Còn full hybrid thì các bạn có thể xem các cái dòng xe như của Lexus RX350, RX450H rồi vân vân, 500H ấy. Cái công suất của động cơ điện này nó đâu đó nó khoảng 14 mã lực. Xin lỗi, 14 kW. Và tác dụng nó là như vậy. Còn bây giờ thì thôi, đã có C300MG thì thôi không lái C200 đâu. Mình cứ cộng thêm vào chạy C300 cho nó sướng để xem cảm giác lái nó như thế nào nhá. Nổ máy lên. Đấy, các bạn nghe thấy không? Nhưng mà động cơ mới trên C200 rất nhẹ nhàng. Dynamic Select thì vẫn là 5 chế độ: Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, Individual. Thì mỗi chế độ nó sẽ tối ưu cái động cơ, hộp số, độ mở bấm ga, các thông số vân vân để tạo ra các cái trạng thái lái xe khác nhau. Rất là khác biệt trên tất cả các dòng xe. Điều đầu tiên là mình sẽ thử cho các bạn cái hệ thống camera 360 đi. Úi, nét không? Rất nét luôn nhá. Lùi, tiến lùi. Ôi, chạm không, lùi sát vào. Có vạch cắn nhá. Đây, lùi cho các bạn này. Sát nữa này. Đấy, cái hay của các cái vạch chỉ này. Đấy, các bạn có thấy không? Cho chạm hẳn vào đi. Chạm nội không? Khổ quá. Rồi, tiến lên thôi. Ở cái trên các cái dòng xe mẹc ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái góc đánh lái này, mình đánh cái vòng vô lăng nó ít lắm. Nhưng cái vòng bánh lái ấy, thì nó quay đi rất nhiều. Chính vì vậy nó có lợi thế là khi mà chúng ta quay đầu ở những cái điểm hẹp như thế này này, thì nó nhanh lắm. Nhưng ngược lại khi chạy tốc độ cao thì khi mà chúng ta đánh lái nhiều á, thì nó cũng chuyển động theo một cái tính toán có sẵn, chứ để tránh cái xe nó bị nhau sang trái, nhau sang phải nhiều quá. Thì đấy là những cái hệ thống an toàn mà phải nói hỗ trợ cho người lái rất là cao. Thay vì những cái đấy, chúng ta hãy nói về thêm nhiều về cái đấy. Thay vì việc đòi hỏi quá nhiều túi khí trong khi chúng ta lại không thắt dây an toàn. Đấy một điều nghịch lý. Mình phản đối. Trang bị nhiều túi khí nhưng các bạn phải thắt dây an toàn thì mới an toàn được. Thì mới đúng. Bây giờ đi nhẹ nha. Dynamic Select. Camera 360 thôi, tắt đi. Không cần đâu. Lái xe thì nhiều khi đấy, từng cái chế độ này, Sport, Comfort nha, màu xanh, Sport, màu vàng, Sport Plus, màu đỏ, khác luôn. Với AMG thì chế độ Sport Plus luôn mang lại những cái trải nghiệm rất là đặc biệt. Thực ra đây là một mẫu xe rất mới, cái đồng hồ công tơ mét nó báo cũng chỉ mới 20 cây thôi, thì cũng không dám thử đâu. Nhưng mà các bạn có thể thấy này, xe lúc nào nó gần, xe nó gần hơn, treo nó cứng hơn. Hộp số ở chế độ này khẳng định với các bạn là sẽ hoạt động theo cơ chế là sang số, lên số thì chậm nhưng trả thì cực nhanh và duy trì đấy. Chính vì vậy các bạn có thể thấy là anh camera rất khó gỡ máy. Hôm nay thì chúng tôi không mang bộ gá đi nhưng mà cứ nói đó, cái vòng tua đấy, các vòng tua đấy, để mình sẽ chuyển sang cái màn hình thông số xe này. Các bạn có thể thấy này, cái vòng tua này đấy các bạn, mức độ chân ga nó khác lắm nhá. Đấy, các bạn có thể chạy cái điểm trọng tâm này. Đấy, cầu sau nó đẩy lên này. Đấy, thấy không? Rất rõ đúng không? Phanh này. Trọng tâm lại dồn về phía trước.
Thì trong thời gian tới ấy, thì chúng tôi sẽ có những cái trải nghiệm cực kỳ chi tiết với cái mẫu xe này, đặc biệt là cái khả năng vận hành của các chế độ khác nhau. Đó. Thì rất mong là các bạn hãy comment, hãy like, hãy subscribe kênh và ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ thật nhiều cái video này. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa lên những cái thông tin tiếp theo về chính cái sản phẩm này cũng như các cái dòng xe, các cái phiên bản của cái dòng xe mới này nhá, tại Việt Nam. Và chắc chắn một điều, sẽ đưa tất cả những cái thông tin về các dòng xe Mercedes tại Việt Nam để các bạn có thể tham khảo làm thông tin trước khi quyết định xuống tiền. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.